lần gây chiến giữa các fandom của Sao Hoa ngữ để bảo vệ thần tượng. Rất nhiều ngôi sao trong ngành giải trí Hoa ngữ hiện nay đều sở hữu cho mình fan club riêng. Nhưng vì cái gọi là miếng cơm trong ngành giải trí, không ít người hâm mộ của minh tinh vì một chuyện gì đó mà gây chiến lẫn nhau đã không còn là chuyện hiếm gặp. Hai bên luôn duy trì đấu dũng đấu mưu trong sự nghiệp bảo vệ thần tượng của mình, thậm chí có lúc còn không tiếc những lời nói cay nghiệt làm người đọc chỉ biết lắc đầu. Dưới đây là một số ví dụ điển hình. Thứ nhất, Đặng Luân và Chu Nhất Long. Gần đây, bộ phim truyền hình Người bạn thực sự của tôi do Đặng Luân, Angelababy và Chu Nhất Long đảm nhận vai chính đang trong thời gian phát sóng. Trong phim, ngôi sao Hoa ngữ Đặng Luân phiên vị nam nhất. Theo như tình tiết phim giới thiệu thì Chu Nhất Long và Angelababy trước có tình cảm với nhau, nhưng cuối cùng Angelababy và nam chính Đặng Luân mới là cặp đôi cuối cùng. Có điều phim ra mắt đến thời điểm hiện nay nhưng cảnh tình cảm của Đặng Luân vẫn chưa xuất hiện. Rất nhiều fan hâm mộ Đặng Luân cho rằng cảnh của Đặng Luân còn ít hơn cả Chu Nhất Long. Trang phục trên người không phù hợp với Chu Nhất Long, cho rằng nam hai thì cũng chỉ là nam hai mà thôi. Cũng chính điều này mà làm nhiều quần chúng ăn dưa cho rằng Đặng Luân và Chu Nhất Long từ bạn thật biến thành bạn giả rồi. Thứ hai, Đương Yên, Lưu Thi Thi. Đương Yên và Lưu Thi Thi đều là những tiểu hoa tuyến 1 nổi tiếng hiện nay của Hoa ngữ. Hai người họ quen biết nhau nhờ vào bộ phim Tiên kiếm Kỳ hiệp 3, từng là chị em tốt trong mắt của mọi người. Nhưng một thời gian sau liên tục xuất hiện tin cả hai bất hòa và mối quan hệ thật sự đến thời điểm hiện nay cũng đã trở thành câu đố. Gần đây fan hâm mộ hai bên bắt đầu cấu xé lẫn nhau, hơn nữa phương thức cũng vô cùng đặc biệt. Fan Lưu Thi Thi và Đương Yên lần lượt đăng tải những bảng thành tích từ lúc xuất đạo đến nay của thần tượng, hai bên đều muốn dùng thực lực để lấn át đối phương. Rất nhiều cư dân mạng sau khi nhìn thấy đều cho rằng bất kể ai trên ai dưới nhưng bảng thành tích của hai người họ thật sự dọa người. Thứ ba, Trần Tinh Húc, Bành Tiểu Nhiễm. Với sự thể hiện xuất sắc của Trần Tinh Húc và Bành Tiểu Nhiễm trong Đông Cung thì họ cũng đã trở thành cặp đôi ngược nhất trong mắt người hâm mộ. Có điều trong phim thì rất xứng với nhau, được mọi người yêu thích nhưng ngoài phim lại là một chuyện khác. Vì một bộ đồ giống nhau mà fan hai bên bắt đầu cấu xé, fan hâm mộ của Trần Tinh Húc cho rằng trang phục này là sản phẩm của một thương hiệu nổi tiếng tặng cho Trần Tinh Húc. Hơn nữa họ cũng nhận được tin tức Trần Tinh Húc sẽ trở thành đại ngôn cho sản phẩm này nên quay sang phản kích fan Bành Tiểu Nhiễm. Có điều ai cũng không ngờ được fan Trần Tinh Húc cuối cùng bị phía sản phẩm này vả mặt. Thứ tư, Đặng Luân, Dương Tử. Đặng Luân và Dương Tử nhờ vào Hương Mật Tựa Khói Xương cũng trở thành cặp đôi được đông đảo mọi người yêu thích. Thế nhưng cặp đôi màn ảnh vẫn không tránh được chuyện fandom của mình đại chiến. Nguyên nhân là vì Dương Tử trên Instagram follow Đặng Luân cũng như để lại bình luận, nhưng Đặng Luân lại không nhìn thấy. Thêm vào đó, có fan Đặng Luân cho rằng Dương Tử là vì những tranh luận kia mà cố ý sao tác couple, vì vậy sau này Dương Tử đã hủy follow Đặng Luân. Rất nhiều fan Dương Tử, fan couple cho rằng Đặng Luân không follow lại Dương Tử là không có phong độ nên bắt đầu gây chiến lẫn nhau. Thứ năm, Dương Tử và Vương Tuấn Khải. Dương Tử và Vương Tuấn Khải từng hợp tác cùng nhau trong chương trình Tống Nghệ, trở thành chị em lược đầu của nhau. Cách đây không lâu, chương trình Nhà hàng Trung Hoa 3 từng tiết lộ cũng như những gợi ý về danh sách thành viên. Rất nhiều cư dân mạng cho rằng Vương Tuấn Khải sẽ trở lại, Dương Tử cũng sẽ tham gia. Nhưng có fan hâm mộ Vương Tuấn Khải không thích việc anh tham gia chương trình này và cho rằng Dương Tử có ý sao tác couple với Vương Tuấn Khải, thậm chí cho rằng nếu Vương Tuấn Khải tiếp tục tham gia họ sẽ thoát fan. Với việc cho rằng Dương Tử cố ý sao tác làm cho fan Dương Tử bất mãn. Thứ 6. Dịch Dương Thiên Tỷ, La Chí Tường. Trong chương trình Đây Chính Là Nhảy Đường Phố, vũ đạo của La Chí Tường và Dịch Dương Thiên Tỷ làm mọi người bội phục không thôi. Nhưng gần đây fan hâm mộ cả hai bắt đầu gây chiến lẫn nhau. Có fan La Chí Tường đăng bài cho biết, nói về kỹ thuật thì La Chí Tường 15 năm trước đã chơi dư thừa rồi, nhảy cái gì chẳng có tiết tấu, chỉ có kỹ thuật, không vui vẻ gì cả. Đây là nhảy cái gì chứ? Thì một fan Dịch Dương Thiên Tỷ trả lời lại rằng, lúc La Chí Tường 18 tuổi, chắc chẳng biết cái gì là vũ đạo đường phố cả. Lần này đích thân La Chí Tường vào comment, lúc ta 15 tuổi đã lấy được không biết mấy giải quán quân về vũ đạo này rồi. Hành động này của La Chí Tường chẳng những không dập tắt được ngọn lửa giữa fan hai bên mà làm cho nó ngày càng bùng cháy dữ dội.